Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng với Ban Thư ký APEC tổ chức đối thoại công tư APEC về xác định và trao quyền rào cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tận dụng cơ hội của các FTAs trong khu vực. Tại buổi đối thoại, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú cho biết hiện Việt Nam có khoảng hơn 90% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế được xếp vào doanh nghiệp nhỏ và vừa và siêu nhỏ. Nhóm doanh nghiệp này chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh. Tuy đóng vai trò quan trọng, song các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phát triển sản xuất và kinh doanh ở mọi khía cạnh, đặc biệt là đối với việc tận dụng các cơ hội do FTAs mang lại để có thể vươn mình xa hơn khỏi thị trường nội địa, thâm nhập tốt hơn nữa vào thị trường khu vực và thế giới. Buổi đối thoại diễn ra trong 2 ngày với sự tham gia của đông đảo các học giả, các nhà hoạch định chính sách, các đại diện tổ chức, hiệp hội về doanh nghiệp nhỏ và vừa trong và ngoài khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các diễn giả đã cùng nhau thảo luận và đề xuất nhiều sáng kiến, hợp tác chính sách hữu ích, thực tế và khả thi nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình tận dụng các cơ hội thuận lợi do FTAs mang lại, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa hội nhập sâu hơn vào thị trường khu vực và quốc tế. Kết quả của đối thoại sẽ được báo cáo lên các diễn đàn có liên quan của APEC trong thời gian tới.